đưa quý vị đến nhà bạn Hằng ở quận 12. Và để nghe là Hằng sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện như thế nào, cũng như là mong muốn khi mà tham gia vào chương trình Tự tin để đẹp là gì. Bây giờ chúng ta cùng vào nhà nha. Bạn Lê Thị Hằng, 22 tuổi, độc thân, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 khoa công nghệ sinh học. Điều gì đã đưa cô gái khá nhỏ nhắn này đến với Tự tin để đẹp? Em Hằng đang là học bên ngành công nghệ sinh học á. Trong phòng thí nghiệm thường là hay vào gặp Hulu không à. Em chuyên về bên y, là thường bọn em nghiên cứu bên thuốc nhiều. Giống như là bọn em hay nghiên cứu đến vi sinh. Hồi xưa đi học xong trung học phổ thông rồi là tự định hướng đi vào học luôn hay là nhà có ai hướng cho em đi không? Dạ, em do em thích ngành này với lại có niềm đam mê trước. Bây giờ mục đích khi mà tham gia vào chương trình Tự tin để đẹp để làm gì nè? Cũng rất là có thể tìm được một người mà có thể mình thích, hay là tại vì cũng hình như có thể là không tự bên quá hay là sao mà cũng đến giờ chưa có. Dạ, tại vì thường em là người nhỏ con, lại nước da hay ngâm nên ít được phối đồ, ít được khó khăn, với lại cách ăn mặc cũng có thường là thích dạng đơn nhiều hơn, nên đi thường đi tiệc hay là đi đó thì ai cũng cứ nghĩ là nhưng biết dễ. Thế thì bình thường á thì em hay mặc hay lựa chọn những trang phục như thế nào? Thì em thường hay mặc quần jean với áo thun nhiều hơn. Vì dễ đi hoạt động với đó. Với đi tiệc thì em cũng có 1-2-3 bộ đồ thì cũng đi tiệc mà đi cứ mặc vô cảm giác như là không phù hợp với bản thân mình á. Nó như thế nào? Giống như là hơi con nít quá, và lại có lúc thì mặc nhiều lúc thì mình già quá, với lại mặc đồ không hợp cho lắm. Những cái đồ đó tự em mua hay là ai mua cho em? Dạ, thường thường là tự em đi. Khi mà em đón chị thì chị thấy em là một cô bé khá nhỏ nhắn, nhưng mà có cái kiểu cách nó giống, nó khá tomboy. Có ai nói với em như vậy chưa? Dạ, cũng tất cả các bạn đều nói vậy. Thường mấy bạn nam chơi với em thì ai nghi ngờ giới tính của em. Mà chỉ có một cái là em còn để tóc dài nên mấy bạn đó còn nói là chắc nữ tính một phần nào đó. Rất là may. Thì những lần mà nghe mọi người nói như vậy rồi kêu là sao giống con trai quá vậy, thì em phản ứng như thế nào và cảm giác của mình sao? Phản ứng thì bình thường thôi, tại vì bạn bè hết thì biết là cũng có lừa đùa chồng có thật. Mà mình cũng muốn thay đổi lắm, muốn thay đổi làm sao để cho mình có thể hoàn thiện hơn, bản thân hơn nhiều, với lại có thể bộc lộ được cái tính hiền lành của mình, cái người tính của mình. Em tính cái tính tự lập từ nhỏ, là chị đầu nên hay cái gì cũng tự làm hết, chứ ít khi em nhờ đến bạn nào làm. Nên bạn có nói nhiều lúc mày cứ như là trai vậy, người ta muốn người tính với mày cũng không được. Dạ, em thì đang cũng có tham gia các câu lạc bộ như là đá banh, nên các bạn cũng đá giỏi không? Dạ cũng được, làm tiền đạo không ạ? Tiền đạo luôn. Dạ. Em biết đến chương trình qua đâu? Dạ em quay qua YouTube với Facebook. Dạ em hình như tất cả các tập em đều xem. Vậy hả? Thấy các chị thay đổi như thế nào? Dạ các chị thay đổi theo một hướng rất là mới lạ, với lại phong cách thay đổi hoàn toàn với thực tế của mấy bạn chị đó. Nên em còn thấy có thể mình cũng muốn được như vậy. Cụ thể hơn ở bản thân em thì em mong muốn thay đổi ra sao? Em muốn thay đổi theo một phong cách là như là thùy mị hơn, với lại mình có thể có nét dịu dàng với lại đúng tuổi với mình hơn. Này, mời em vào bên trong. Rồi, hôm nay thì chị đưa em đến với shop thời trang Honey để gặp stylist Tín Nguyễn. Chào anh. Đây là Lê Hằng, nhân vật của chương trình hôm nay. Thì với vóc dáng của Hằng thì nó hơi nhỏ, khuyết điểm cũng là ưu điểm. Tại vì với những người vóc dáng nhỏ như Hằng thì có những trang phục nó sẽ rất là hỗ trợ cho Hằng. Mà những người chẳng hạn như cao gặp 1/3 thì có thể không dám mặc được. Hằng là nên chọn cho mình những trang phục, những cái màu nó đậm đặc, đậm đặc một xíu thì anh nghĩ là sẽ hợp với Hằng hơn. Còn với bộ trang phục hiện nay của Hằng thì anh không ưng được. Cái chiếc áo dài như thế này sẽ làm cho Hằng càng ngày càng nhỏ con. Thay vào đó thì Hằng có thể chọn cho mình chiếc rất to, bận mấy cái quần jean này nọ mang dài như thế này cũng vẫn ok. Hằng thì từ trước tới giờ thì em hay lựa chọn những cái màu sắc á, từ quần áo của mình là màu như thế này. Em hay chọn màu sáng như là màu trắng hay là màu xanh. Hằng mà chọn màu trắng cho mình thì nên dùng màu trắng kem.
thay vào những màu trắng mà trắng mà trắng sáng quá thì nó ngược, nó sẽ là phản tác dụng ngược lại làm cho hàng tối da hơn. Về màu sắc thì một chút anh sẽ tư vấn cho em rất là màu sắc mà hợp với em. Còn bây giờ thì em có thể giúp cho anh lựa cho em những bộ trang phục mà em cảm thấy là em cảm giác là hợp với em hay không, và sau đó anh mới tư vấn cho em là nó hợp hay không hợp và những màu sắc em cần chọn lựa những màu như thế nào. Dạ, dạ. Rồi bây giờ tự tay Hằng tự đi lựa chọn nha em, cảm thấy cái nào đẹp mang ra đây nha. Rồi đi đi. Vì có vóc dáng khá nhỏ nhắn và làn da ngâm nên Lê Hằng luôn tự ti và khép mình trong việc ăn mặc. Trước khi được stylist tính nguyện tư vấn, Lê Thị Hằng sẽ lựa chọn những trang phục gì cho mình tại shop thời trang Honey. Anh, em thấy ba bộ này em thích nè. Dạ. Thì đầu tiên là cái bộ trang phục sọc kẻ như thế này thì anh cũng rất là đồng ý. Và những bộ sọc kẻ như thế này, những màu xanh đậm như thế này thì giúp cho em trắng da hơn. Và những trang phục như thế này giúp là trẻ hợp với lứa tuổi của em hơn. Em có thể thoải mái mặc, tại vì em rất là nhỏ con, em mặc những đầm trễ vai như thế rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà lựa thì em nên lựa cho mình những chiếc đầm phơm bớt sàn xíu. Nên nó hơi rộng xíu. Chọn phục tay nhỏ hơn nữa. Mình nên nhớ em nhỏ thì đừng bận rộng quá và dài quá. À, là màu đậm là màu này cũng được đúng không? Màu xanh là màu đậm. Màu đó là được nha em nha, nhớ nha. Còn chẳng hạn như màu xám như thế này thì anh là thường bị đây là màu xám, những màu trung tính. Màu trung tính là nó không đậm, không nhẹ. Nhưng mà những màu xám là càng hại em thêm. Nhưng mà em mặc vô thì nó càng tối làn da em hơn. Né nha. Đúng rồi, nhưng mà cái kiểu nhưng mà đúng cái kiểu dáng ok. Áo dạo thế như thế này em mặc có thể kết hợp quần sọt hoặc quần dài, cái là hợp kiểu dáng không hợp màu. À, cái áo này thường thường bọn em hay đi học á. Đó là khuyết điểm, đó là khuyết điểm của em, là em lựa những trang phục thay chiếc áo này em có thể lựa tóc tóc ngắn ngắn như thế này, cái màu sắc sọc như thế này nó sẽ làm cho em càng kích thước càng rùng. Nào, màu đậm đây, đây là những màu đậm nè. Em cứ lựa chọn những màu này nhưng mà trơn một màu. Ngắn gọn với thân người của em thì anh nghĩ sẽ rất là hợp và đẹp với em hơn. Vài ngày nữa anh có một bạn thân chuẩn bị đám cưới nên em cần một bộ trang phục nhé, đi dự tiệc á. Giờ em sẽ tìm một trang phục mà nó rất là phù hợp với dáng người của em. Đợi nha. Đây là một bộ trang phục chẳng hạn. Đầu tiên anh nhìn em, anh đã nói là em có một vóc dáng rất là nhỏ nhưng cũng là ưu điểm của em. Đó là em bận những chiếc đầm quay cúp ngực như thế này, rất là đẹp. Thôi bận không được. Đây những bộ trang phục đây nó sẽ giúp cho em tôn được là cái chiều cao của em cũng như là cái sức trẻ của em, là mình bận đầm cúp ngực đầm quay. Màu sắc những màu gam hậu hồng đậm như thế này nó sẽ giúp cho em như là sáng da hơn một xíu. Anh ơi, bây giờ em rất ngại á, tại vì bên vai các em có một cái vết sẹo rất to mà em mặc như thế này thì thấy ngại. Em nghĩ tóc rất là dài thì mình phải tận dụng được cái ưu điểm của mái tóc đó, là thay vì mình bới cao thì mình sẽ uốn cúp lại, mình rễ một phía vai như thế này mình che, thì lúc đó hoặc là mình để hai bên như thế này mình che, thực sự là vết sẹo cũng không đáng sợ so với mình nghĩ. Vậy là giờ là ổn định tinh thần ha, được chưa? Vậy là cái trang phục này bây giờ thôi, bây giờ mình cứ vào trong mình thử đi, xong mình lấy tóc mình xõa rồi mình che lại coi như thế nào ha. Rồi nếu mà ổn rồi thì chị sẽ đưa em đến salon tóc Shifu Tokyo, họ sẽ làm cho em một mái tóc thật là đẹp, thật là sang trọng với cái trang phục này để đi đám cưới bạn nha. Rồi đi vào trong em. Bây giờ chị sẽ đưa em đến với salon tóc Shifu Tokyo, mình sẽ vào bên phía trong kia và gặp chuyên gia nha. Chuyên gia kia rồi, xin chào. Giới thiệu với Hằng, đây chính là chuyên gia của salon tóc Shifu Tokyo. Bây giờ quan trọng là chuyên gia họ sẽ nhìn khuôn mặt của mình và phù hợp với kiểu tóc như thế nào, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi vào chiếc ghế này. Rồi, xin mời. Thì với khuôn mặt mình á, thì cắt ngắn vẫn hợp, nhưng mà chị sẽ cắt ngắn vừa cho em thôi, không có cắt ngắn quá. Và chị sẽ nhậm những tông màu đậm đó cho da mình nó sẽ sáng hơn, dễ thương hơn. Còn về phần make up á, chị sẽ thêm gương mặt của mình có cặp mắt hơi buồn á, nên chị sẽ make up thì nó tươi hơn và phù hợp với trang phục của em hơn. Bạn Lê Thị Hằng, người đang muốn thay đổi toàn diện bản thân mình để được tự tin hơn, nữ tính hơn trong mắt bạn bè và gia đình. Hãy xem các chuyên gia của Tự Tin Để Đẹp làm gì để giúp cho bạn ấy.
chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai người bạn rất là thân với Lê Hằng quý vị nha. Dạ, lúc trước thì Hằng mới vào Sài Gòn thì không có gì nổi trội, rất là đơn giản, từ kiểu tóc, ăn mặc, rồi đi chơi thì cũng không có gì nổi bật. Bạn cũng không trang điểm nhiều nên nhiều lúc nhìn thấy bạn hơi men một xíu. Em cảm thấy tò mò, không biết là sau chương trình thì Hằng sẽ như thế nào. Xin mời Lê Hằng. Qua đây em. Thế nào? Sao thấy rất là lạ, không nghĩ đây là Hằng. Mới đầu thì nhìn có khác gì không? Đúng rồi, không có gì là giống ngày xưa hết á. Rồi dạ, đẹp hơn, cá tính hơn. Dạ, thích nên được. Dạ đúng rồi, rất là nữ tính. Được các chuyên gia mà khi mà họ tháo màn cho tấm gương xuống đó, tại vì lúc đó là lần đầu tiên mình thấy mình biến đổi sau một ngày mà, thì em cảm thấy như thế nào? Thấy rất ngạc nhiên, đó không tin vào mắt mình luôn á, đó là có thể là em thì đó là ai chứ không phải là em. Xin chào đón vẻ đẹp mới của bạn Lê Thị Hằng. Một chiếc đầm cúp ngực dài qua gối màu hồng đậm mà stylist Tín Nguyễn lựa chọn rất phù hợp với vóc dáng và màu da của Lê Thị Hằng. Mái tóc đen dài thường thấy nay đã được cắt ngắn hơn tạo mái nhuộm màu sáng. Cộng với đó là phần trang điểm nhấn mạnh vào đôi mắt. Tất cả đã tạo nên một Lê Thị Hằng hoàn toàn khác, xinh đẹp, sành điệu và nữ tính hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Mà mình cắt một kiểu cho nó cá tính hơn thì mình cắt khoảng ngang đây nó vừa dễ thương nữa, thì khi mình đi đâu đó mình sẽ kẹp cúp lại. Trang điểm em mặt của Hằng hơi buồn á, cặp mắt hơi buồn, nên khi vẽ chân mày mắt mình sẽ vẽ lên một chút là đánh nước màu hơi sáng, khi đó mình đánh son lên cho tươi hơn. Dạ, em cảm ơn chị nhiều, rất nhiều luôn. Và chương trình cũng xin được gửi tặng em phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt của Spa Vĩnh Tân. Phiếu quà tặng này trị giá 1.150.000 đồng Hằng nha. Và chị xin chúc em là càng ngày càng xinh tươi, rạng rỡ và đặc biệt là càng ngày càng nữ tính nha. Rồi xin gửi tặng em. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như mà quý vị cũng yêu thích chương trình Tự Tin Để Đẹp thì hãy nhanh tay đăng ký vào chương trình thông qua Facebook Tự Tin Để Đẹp. Và quý vị cũng có thể xem lại những số mà chương trình đã phát sóng thông qua kênh YouTube HTV Entertainment hoặc kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. 18 giờ thứ bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, anh chàng siêu hài hước. Những chuyến đi thú vị nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.